to IELTS Sputter and this is Jenny. Today I'm so happy to be here to introduce with you a very very special course from IELTS Sputter called IELTS Online Reading and Listening. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với IELTS Sputter và cô là Jenny. Các bạn ơi, ngày hôm nay cô Jenny rất là vui và hạnh phúc vì được đứng ở đây giới thiệu với các bạn một khóa học vô cùng hay và chất lượng đến từ IELTS Sputter. Đó là khóa học online với tên gọi là IELTS Online Listening và Reading, chuyên sâu cho các bạn đặc biệt về hai kỹ năng dễ ăn điểm nhất trong bài thi IELTS, đó là kỹ năng nghe, listening và kỹ năng đọc, reading. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử outline của khóa học này có điều gì đặc biệt nhé. So let's get started. Đầu tiên đó là về đối tượng. Vậy thì những bạn nào phù hợp với khóa học này? Theo cô Jenny thì bất cứ ai cũng có thể học khóa học này, bất cứ trình độ nào. Đặc biệt là nếu như bạn là người mới bắt đầu, beginner, đang tìm hiểu về IELTS, bạn đang có mong muốn dự định thi IELTS trong tương lai, thì đây chính là một điểm bắt đầu cực kỳ chất lượng cho các bạn. Thứ hai nữa, đó là nếu như các bạn đã có căn bản sẵn rồi, đã có một nguồn từ vựng sẵn và grammar, ngữ pháp sẵn rồi, nhưng mà các bạn đang không biết là những cái format đề thi, những cái dạng bài của IELTS từng dạng trong reading và listening nó như thế nào, thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng và tìm hiểu trong bài học, trong cái khóa học này. Thứ ba nữa, đó là dành cho những bạn nào đang muốn củng cố kiến thức, tức là các bạn đang có base về IELTS rồi nhưng mà ở band không cao, các bạn muốn củng cố kiến thức, những nguồn từ vựng academic, những cái phrasal verb, những cái idiom và những cái collocations thông dụng trong listening và reading. Và cuối cùng, đó là bạn nào mà gọi là thích luyện đề thi IELTS nhưng mà đã hết nguồn rồi, hoặc là các bạn không có người chữa chi tiết đề thi IELTS cho mình để biết mình sai ở đâu, thì đây chính là khóa học tuyệt vời dành cho bạn đó. Ok, next one, đó là nội dung khóa học. Vậy thì khóa học này gồm có những gì để bạn đáng bỏ tiền và thời gian công sức của mình ra để học khóa học này? Đầu tiên đó là sẽ bao gồm 16 video bài giảng do đội ngũ giáo viên của IELTS Fighter, đó là Miss Như Quỳnh và Miss Jenny sẽ trực tiếp đứng giảng dạy cho các bạn luôn. Và thêm nữa đó là cho các bạn 2 video chia sẻ kinh nghiệm từ Miss Như Quỳnh và Miss Jenny, những kinh nghiệm khi mà đi thi reading và listening thực tế trong phòng thi như thế nào, và trước đó cái giai đoạn mình luyện tập để đi thi nó như thế nào. Ok. Rồi, sẽ cho các bạn thêm được 16 video chữa đề nha. Ok, rất là nhiều video đúng không nào? Thêm 16 video chữa đề thi thật nha các bạn. Đề thi thật listening và reading trong IELTS. Ok, và cuối cùng đó là sẽ tặng các bạn chọn bộ file PDF bài giảng. Cái file PDF này nó không chỉ đơn thuần là bài giảng thôi, mà nó sẽ bao gồm cho các bạn về những vấn đề mở rộng, những cái kiến thức nâng cao mà thầy cô muốn truyền đạt cho các bạn này, và những đề luyện tập đó, những cái đề luyện tập, những dạng bài luyện tập và kèm theo đáp án. Nhưng mà đáp án này là đáp án chi tiết nha các bạn, chứ không phải là một A, 2B, mà sẽ kèm luôn giải thích trong phần đáp án cho các bạn ha. Trong kỹ năng listening, đó, kỹ năng nghe này, thì các bạn sẽ nhận được gì? Đầu tiên đó là 8 dạng bài trong bài thi listening. Ví dụ như là dạng bài maps labeling, hay là short answer, multiple choice or form completion. Đó, những dạng bài đó sẽ bao gồm kỹ thuật làm bài theo từng dạng. Tất nhiên là các bạn biết mỗi một dạng nó sẽ có chiến lược làm bài, các bước làm bài hoàn toàn khác nhau đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ được học những cái kỹ thuật, chiến lược tư duy theo từng dạng bài luôn. Ok, và nếu như mà nói listening mà chúng ta nghe hiểu hết thì không phải như bạn nào cũng có thể làm được đúng không? Vậy thì các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ thuật nghe, nhưng mà nghe keywords, tức là nghe từ khóa để dẫn ra câu trả lời. Các bạn có kỹ thuật về paraphrase. Cho những bạn nào chưa biết thì paraphrase tức là chúng ta có những cái mệnh đề hoặc là những cái từ vựng tương đương ha, gọi là paraphrase. Và kỹ thuật note taking trong bài thi listening, các bạn tin cô Jenny đi, kỹ thuật note taking này cực kỳ quan trọng trong kỳ thi listening và giúp các bạn có thể lại gọi là được điểm cao hơn trong bài thi listening đó. Ok, và các bạn có thể luyện đề. Tất nhiên rồi, khóa học sẽ bao gồm luyện đề listening cho các bạn luôn, và đề thi là đề thi thật nha. Và hơn nữa đó là những cái bẫy listening, có rất nhiều bẫy mà các bạn mắc phải, cho nên các thầy cô sẽ chỉ ra cho các bạn đâu là những cái bẫy và cách phòng tránh nó và cách nhận biết những cái bẫy này như thế nào. Ok, và cuối cùng đó là cho những bạn nào mà đang luyện tập
tự học listening tại nhà thì các thầy cô sẽ bày cho các bạn những phương pháp chúng ta có thể tự học listening tại nhà một cách hiệu quả hơn. Alright, so next one is reading skills. Tiếp theo đó là kỹ năng reading. Về kỹ năng reading này, các bạn cũng sẽ nhận được 8 dạng bài kỹ năng trong kỹ năng reading. Ví dụ như là bao gồm matching heading, matching information, matching endings, hoặc là những dạng bài short answer, multiple choice, true, false, not given, for example. Alright, so next one, đó là những chiến thuật làm bài theo từng dạng. Cái reading này nó đặc biệt hơn listening nữa, đó là các bạn phải đọc một cái passage cực kỳ dài luôn, đúng không nào? Mà nếu như chúng ta mà không có cái chiến thuật làm bài thì mình bảo đảm với các bạn luôn, các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để đọc hiểu cái passage đó nhưng vẫn không ra đáp án đó. Cho nên là những thầy cô của IELTS Fighter biết những cái chiến thuật dạng bài nào áp dụng cho từng dạng bài và sẽ chia sẻ với các bạn thông qua khóa học này nhé. Ok, next one, đó là những cái kỹ thuật đọc hiểu, ok, kỹ thuật đọc nhanh nữa. Tức là chúng ta sẽ không phải là đọc hết một lượt mà mình sẽ dùng những kỹ thuật khác nhau, như là kỹ năng skimming, scanning, search for keywords chẳng hạn. Alright, so kỹ năng paraphrase tương tự như listening và tìm keywords một cách dễ dàng hơn. Đó, tất cả sẽ được có trong khóa học này. Và dành cho những bạn nào mà mong muốn luyện đề, những đề thi thật reading thì sẽ có kèm theo một cái tips gọi là tips đọc bài reading, hoặc là tips theo những dạng như là dạng true, false, not given. Làm thế nào để phân biệt được false và not given, không bị lẫn lộn với nhau nữa chẳng hạn. Đó, những cái tips rất là nhỏ cho các bạn làm bài được hiệu quả hơn ha. Và cuối cùng, đó là những phương pháp tự học reading tại nhà cho những bạn nào đang học tại nhà kỹ năng này. Ok, rồi, vậy thì sau buổi học, sau khóa học này, bạn sẽ nhận được những gì? IELTS Fighter sẽ cam kết cho các bạn rằng nếu như các bạn học xong khóa học luyện IELTS Listening và Reading này, các bạn sẽ có thể nắm chắc được từng dạng bài một, từng dạng bài Reading và từng dạng bài Listening, có thể nhận biết được, nắm chắc cách làm bài và kỹ thuật làm bài như thế nào. Đó, chiến thuật làm đề, tức là khi chúng ta nhìn vào một cái đề tổng, chúng ta sẽ có rất nhiều dạng bài được mix trong cái đề đó, đúng không? Chúng ta phải làm theo thứ tự nào, đó, theo chiến thuật bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giây một bài, ví dụ như thế. Những cái chiến thuật làm đề nha các bạn, làm đề một cái đề tổng luôn ha. Rồi, và các bạn sẽ được luyện đề thi thật. Tất nhiên rồi, nguồn đề thi thì không phải chỗ nào cũng rất dồi dào, đúng không? Cho nên IELTS Fighter sẽ tổng hợp cho các bạn một nguồn đề thi dồi dào phong phú, bao gồm trong hai kỹ năng, đó là reading và listening, là hai kỹ năng mà các bạn thường gọi là mong muốn được luyện đề nhiều nhất. Alright, so next one, đó là những cái đáp án chi tiết. Nếu như các bạn xem những cuốn sách khác từ những nhà xuất bản khác thì các bạn có thể thấy đó là trong đáp án họ chỉ ghi là một A, 2, 2B hoặc là một true, 2 false, ví dụ như thế. Nhưng trong IELTS Fighter, ngoài đáp án ra thì các bạn còn được kèm theo một cái dòng gọi là giải thích chi tiết. Vậy là, và cho các bạn những cái tips, những cái bẫy, những cái từ paraphrase nào để các bạn ghi nhớ và nốt lại trong quyển tập của mình. Ok, và cuối cùng đó là cho các bạn cam kết tăng ít nhất là một band điểm ha. Nếu như bạn nào gọi là chăm chú tham gia học tập, thường xuyên nghe giảng bài và luyện tập thật nhiều ở nhà thì mình chắc chắn luôn đó là sau khóa học này bạn ít nhất sẽ tăng được một band điểm mỗi kỹ năng nếu như bạn có đủ quyết tâm và siêng năng học tập. Ok, vậy thì nếu như các bạn quan tâm về khóa học listening và reading thì hãy truy cập website, đó là ebomb.edu.vn, và các bạn có thể truy cập khóa học IELTS Listening và Reading cho người mới bắt đầu như thế này. Ok, hoặc là các bạn có thể để lại comment tên và số điện thoại của mình để được đội ngũ IELTS Fighter tư vấn cho bạn nhé. Thank you so much for watching and I will see you in the online course of IELTS Fighter. Thank you so much, bye.